Nấu gì, nấu gì? Hôm nay nấu gì? Món này món gì? Tôm gì? Tôm nướng chi. Nướng chi chứ không phải nướng phô mai hả? Tôm thái gà phải không? Ok rồi, chảo măng xào này xong chưa? Ok, xong rồi nướng steak nữa là ăn được rồi phải không? Còn một hộp rau xà lách chưa có lát lấy ra sập xà lách nữa là xong. Nướng tôm nó xong là mình nướng steak nó là ăn được rồi.